để thất nguyệt thấy được, chỉ sợ nàng ấy phải lo lắng. Trong lòng mạnh xuyên hiện lên ý niệm này, thống khổ bị cắn cắn sâu trong cơ thể lại một lần nữa khiến hắn không cách nào phân tâm. Hắn nhịn không được phát ra hử nhẹ, cắn chặt khăn mặt trong miệng, cố nén thống khổ. So với cái chết, so với tuyệt vọng, chút thống khổ này là gì? Đến đây, thôi nào. Điều đó sẽ chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn. Trong đầu mạnh xuyên hiện lên từng cảnh tượng, đó là những cảnh tượng đã từng vẽ ra trong hướng về phía mặt trời những cảnh tuyệt vọng kia cùng với cảnh mọi người vẫn liều mạng chiến đấu đã cho mạnh xuyên sức mạnh tâm linh trước mặt chiến tranh tàn khốc như vậy một chút thống khổ khi tu luyện thì tính là cái gì nếu như cái này đều không chịu nổi còn nói cái gì chém hết thiên hạ yêu tộc chảm tận yêu tộc thiên hạ nếu như là một ngọn núi cao chót vót hiện giờ tu luyện thống khổ tra tấn chính là một gò đất nhỏ bây giờ chính mình trước tiên san bằng một gò đất nhỏ đi trong thống khổ tra tấn ý chí không ngừng bị mài rũa bảo kiếm phong tử ma luyện ra ý chí cũng giống như một thanh đao không ngừng bị ma luyện tràn ngập mũi nhọn cũng không biết qua bao lâu rốt cục toàn thân đau đớn như thủy triều rút đi nhanh chóng lui đi lúc trước tựa như thân ở địa ngục hiện giờ đau đớn hết mạnh xuyên thậm chí có một loại cảm giác toàn thân nhẹ nhàng phiêu phiêu chỉ cảm thấy thật thoải mái vô cùng thoải mái mạnh xuyên hiểu được những thứ này đều là ảo giác là trải qua thời gian dài đau đớn tra tấn đều thích ứng Hiện giờ đau đớn hết lại cảm thấy vô cùng thoải mái sung sướng. Hôm nay thần tôn thể tu luyện kết thúc, Mạnh Xuyên từ trong bồn tắm đứng dậy, chân nguyên lưu chuyển bên ngoài cơ thể, giọt nước liền tận đi, đơn giản mặc vào y bào bên người, đi đường đều có chút nhẹ nhàng. Chi, Mạnh Xuyên mở cửa gỗ ra, nhìn thấy Liễu Thất Nguyệt bên ngoài đi tới, Liễu Thất Nguyệt cười nói. "A à, Xuyên, bây giờ ngươi cũng đói bụng đi, ta vừa mới nấu chút đồ ăn cho ngươi." Giờ khắc này trong lòng Mạnh Xuyên ấm áp chỉ cảm thấy thất nguyệt đối đãi với mình thật tốt nếu là cả đời này có thể cùng thất nguyệt dầu muối tương giấm trà cùng nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống đó thật sự là chuyện vô cùng tốt đẹp chỉ là mình cùng thất nguyệt đều phải cố gắng tu luyện thất nguyệt thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch nguyên sơ sơn đồng dạng đối với nàng ký thác hy vọng rất lớn cả hai đều lời biếng thật đúng là đói bụng mạnh xuyên cười hai người cùng đi vào trong sành hai chén cháo gạo trắng cùng với một ít đồ ăn vặt Mạnh xuyên ngồi xuống lập tức bưng một chén cháo lớn này uống một ngụm lớn, chỉ cảm thấy dạ dày ấm áp, gật đầu nói. Bình thường còn chưa cảm thấy cháo dễ uống như vậy. Vậy mỗi đêm người tu luyện xong, ta đều giúp người nấu chút cháo. Liễu Thất Nguyệt cũng đang uống, đồng thời nhịn không được nói. A à xuyên, mỗi ngày ngươi tu luyện đều thống khổ như vậy sao? Mạnh xuyên cười nói. Muốn luyện thành siêu phẩm thần tôn thể, nào có dễ dàng như vậy. Hiện giờ chịu chút khổ sở. Tương lai thực lực có thể trở nên mạnh hơn rất nhiều, đây chính là chuyện tốt cầu cũng không được. Từ ngày thất luyện của ngươi bắt đầu tính ra, đệ bắt luyện của ngươi hẳn là có 5 ngày rồi chứ?" Liễu Thất Nguyệt nói. "Đúng vậy, ngày thứ năm, Mạnh Xuyên gật đầu. "Mỗi ngày luyện sát?" Liễu Thất Nguyệt hỏi. "Mượn dược vật ngoại lực tương trợ, ngày hôm sau thân thể ta hoàn toàn tốt, đương nhiên phải mỗi ngày tu luyện." Mạnh Xuyên nói. "Thời gian tu hành nhất định phải nắm chặt. Liễu thất nguyệt nhịn không được nói. Nhưng đệ bát luyện này tựa hồ phi thường thống khổ, ta hỏi lưu quản sự, từ lúc người tắm thuốc bắt đầu đến khi chấm dứt, chừng chừng hơn hai canh giờ, hơn hai canh giờ thống khổ tra tấn, mỗi ngày trải qua một lần, tinh thần sẽ không thể chịu đựng được. Sư phụ ta đã nói qua, tinh thần cũng có thừa nhận cực hạn, vượt qua cực hạn bản thân, tinh thần liền sụp đổ, ta cảm thấy người tu luyện một ngày, nghỉ ngơi một ngày, như vậy khả năng tốt hơn một chút ha ha mạnh xuyên cười nói thất nguyệt đây mới là đệ bát luyện đệ cửu luyện là lục dục sát yêu cầu ý chí cao hơn nhiều ta là muốn đem lôi đình diệt thế mà thể cửu luyện điều luyện thành mà hiện giờ đệ bát luyện đau đớn tra tấn vừa vặn là đối với ý chí ta mài rỗ tuy rằng sẽ mệt mỏi nhưng vẫn phải kiên trì ý chí cũng có thể càng tăng cường lớn đây chính là cơ hội hiếm hoi để ta luyện ý chí mạnh xuyên cười nói làm sao ta có thể tu luyện một ngày nghỉ ngơi một ngày đây, thư giãn căng thẳng, mai mòn hiệu quả trở nên yếu hơn. Mai rũa, liệu thất nguyệt sửng sốt, nàng không nghĩ rằng đau đớn tra tấn là đau khổ, A à Xuyên lại coi đó là tu hành, tu hành ý chí, chuẩn bị cho bài tập thứ 9. Đây mới là ngày thứ năm bát luyện bắt đầu, toàn bộ tu hành sẽ kéo dài 120 ngày, Mạnh Xuyên nói. Ta tin tưởng 120 ngày sau, ý chí của ta nhất định sẽ tiến bộ lớn hơn rất nhiều nếu có thể trực tiếp đạt tới yêu cầu ý chí tu luyện lục dục sát thì tốt rồi nhưng ta đánh giá lục dục sát đối với ý chí yêu cầu quá cao không dễ dàng như vậy a à, xuyên người đã rất lợi hại rồi liễu thất nguyệt an ủi nói nhập môn vẻn vẹn hơn nửa năm liền luyện thành siêu phẩm thần tôn thể hắc thiết thiên thư tuyệt học ta cũng không luyện thành siêu phẩm thần tôn thể mạnh xuyên nói đạt tới thất luyện, ngươi tùy thời có thể thành lưu đình diệt thế ma thể, liễu thất nguyệt nói. Sau khi ngươi nhập môn tốc độ tu hành vi thường kinh người, so với tiết phong, tiêu vân nguyệt đều nhanh hơn, không cần phải chiến đấu như vậy. Mạnh xuyên quay đầu xuyên qua cửa lớn nhìn ra bên ngoài, bóng đêm mông lung, trăng tròn treo cao. Thất nguyệt, mạnh xuyên nói. Ta tu luyện chưa bao giờ là vì so sánh với người khác, thậm chí tiết phong, tiêu vân nguyệt ta cũng không thèm để ý qua, ta nghĩ chính là trong thần tôn tiểu sử một vị vị thần tôn cường đại lưu danh lịch sử tất cả những gì ta phải làm là bắt kịp với họ và thậm chí vượt qua họ chỉ có thần tôn cường đại sánh ngang với lịch sử lưu danh thậm chí vượt qua bọn họ ta mới có thể làm được chém hết yêu tộc thiên hạ liệu thất nguyệt sững sờ nghe nàng chưa bao giờ nghe mạnh xuyên nói điều này chém hết yêu tộc thiên hạ liệu thất nguyệt thì thảo thì thầm có chút rung động đây là điều thần tôn tộc muốn làm trong 800 năm qua nhưng vẫn không làm được nghe có vẻ ngốc nghếch, Mạnh Xuyên cười nói. Ta cũng biết mình không biết mình không biết mình biết mình, ngay cả sư tôn bọn họ vượt qua phong vương thần tôn tồn tại, cũng không làm được những thứ này, đều bị yêu tộc áp chế như trước, lần lượt yêu tộc giết vào, tàn sát nhân tộc ta, từng thành quan, đám thần tôn nhân tộc chết trận, nhưng ta sẽ đi theo mục tiêu này. Mặc dù giết không hết yêu tộc thiên hạ, nhưng ta dốc hết khả năng của mình, lừa mạng cả đời này, có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu, Mạnh Xuyên nói chỉ cần ta thật sự dốc hết toàn lực vậy mặc dù cuối cùng chết trận ta cũng không hối ất liễu thất nguyệt cầm tay mạnh xuyên trịnh trọng nói ta sẽ ở bên ngươi cả đời này cùng nhau đi mạnh xuyên nhìn liễu thất nguyệt hoặc là giết hết yêu tộc thiên hạ trả lại thiên hạ một thái bình hoặc chết trên xa trường liễu thất nguyệt mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn gật đầu nói chúng ta cùng nhau chinh chiến lập tức liễu thất nguyệt nở nụ cười ý của ngươi là muốn cưới ta sao? Mạnh Xuyên nhìn nàng. Ngươi có đồng ý không? Ngày yêu tộc xâm lấn, ta ở trong liệt dương bảo của liệt dương đạo viện, khi đó mắt thấy liệt dương bảo sắp bị yêu tộc công phá, tất cả mọi người đều bị giết chết, liễu thất nguyệt nhìn Mạnh Xuyên. Khi đó ta nhìn thấy A Xuyên ngươi, ngươi từ xa chạy tới, không tiếc tất cả chạy tới, ta biết, ta cả đời này muốn gả, nhất định phải gả cho người này. Mạnh Xuyên cầm tay thất nguyệt, cũng nhẹ giọng nói. Mạnh Xuyên ta thề, cả đời này nhất định sẽ không phụ ngươi. Ta tin tưởng A Xuyên, trong mắt Liễu Thất Nguyệt tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Cuộc sống này sẽ đi cùng nhau, cùng chinh chiến xa trường, liều mạng sinh tử, chạm yêu tộc, sinh đương đồng hành, chết cũng đồng huyệt. Những ngày sau đó, Mạnh Xuyên vẫn như trước mỗi sáng sớm đi thiên đao quật luyện đao, Liễu Thất Nguyệt cũng gia tăng thời gian tu luyện ở địa hòa nam thạch nóng chảy. Buổi chiều Mạnh Xuyên đang vẽ tranh, Liễu Thất Nguyệt một bên nhìn cũng học viết chữ theo đối với thất nguyệt việc vẽ là quá khó khăn hoặc viết bút lông dễ dàng mỗi lần hai người ngừng đầu nhìn thấy đối phương ánh mắt giao nhau cũng chỉ là cười sau đó hai người lại luận bàn với nhau trên đỉnh núi cảnh minh trong chốc lát là liệu thất nguyệt bắn tên mạnh xuyên ngăn cản trong chốc lát là mạnh xuyên cận thân truy sát liệu thất nguyệt liệu thất nguyệt hốt hoảng chạy trốn hai người bọn họ ra vào đôi không còn che giấu nữa tại luận đạo hội khi giảng pháp ở động thiên các hai người bọn họ đều thân mật hơn rất nhiều làm cho rất nhiều nam thần tôn muốn theo đuổi liệu thất nguyệt cùng với một ít nữ thần tôn có chức động tâm đối với mạnh xuyên đều chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ mùa thu đến mùa đông từ lá cây khô vàng đến tuyết rơi dày đặc mạnh xuyên và liệu thất nguyệt liền trải qua cuộc sống nhỏ của mình như vậy ban đêm luyện sát rửa tắm hơn hai canh giờ mỗi ngày đều tiến hành phẳng phất mỗi ngày ở trong địa ngục tra tấn tinh thần cũng có mệt mỏi nhưng mỗi lần nấu qua đi đều có cháo gạo thất nguyệt nấu xong khiến Mạnh Xuyên chống đỡ đau đớn tra tấn đều càng thêm quyết tâm. 15 ngày, 30 ngày, 50 ngày, 80 ngày, Mạnh Xuyên vội vàng số ngày luyện thứ 8, mỗi một lần từ đau đớn tra tấn qua hán đều có cảm giác thành tựu, gần, gần, cách bát luyện công thành gần. Cuối cùng đã đến ngày thứ 120. Đây là ngày cuối cùng của bát luyện, rất trùng hợp, ngày này là ngày 23 tháng chạp, ngày các đệ tử mới nhập môn. Nguyên Sơ Sơn, Sùng Hoàng Phong, Xích Huyết Nhai, đại lễ nhập môn đang được tiến hành. Những hình ảnh này, tổng cộng một vạn năm ngàn hai trăm tám mươi ba vị thần tôn, nguyên sơ sơn chủ đang hướng các đệ tử mới tự thuật, thuật. Bên cạnh có đám thần tôn, các lão đệ tử chưa thành thần tôn xem lễ, Mạnh Xuyên chính là một thành viên trong số các lão đệ tử. Hắn nghe sơn chủ giới thiệu, âm thầm thở dài. Năm ngoái vẫn là một vạn năm ngàn hai trăm bảy mươi vị thần tôn, ngắn ngủi một năm, nguyên sơ sơn thần tôn lại chết đi mười hai vị. Nếu tính ra rất nhiều thần tôn bình thường, toàn bộ thần tôn chết đi trong vương triều đại chu càng nhiều, sợ có khoảng 60 vị. Nếu phóng tầm mắt khắp thiên hạ, một năm thần tôn chết đi chính là có khoảng 200 vị, mà đám thần tôn hoặc là chết trận xa trường, hoặc là trọng thương hồi hương chết đi. Dưới chiến tranh trường kỳ với yêu tộc, thần tôn có thể sống đến tuổi thọ cực hạn lại càng ít. Một năm liền tổn thất nhiều thần tôn như vậy, bởi vậy có thể tưởng tượng, toàn bộ thiên hạ chiến tranh kịch liệt cỡ nào. Nhân tộc bây giờ còn có thể duy trì phồn vinh, rất nhiều người trong thành trì còn có thể uống rượu làm vui, dân cư cũng đủ nhiều. Chính là bởi vì có đám thần tôn không ngừng đuổi giết yêu tộc, cùng với vô số phàm tục nhân đạt tới tẩy tùy cảnh đi phục vụ binh dịch. Sau khi ép yêu tộc tiến vào thế giới nhân tộc, hoặc là trốn tránh, hoặc là vọt vào đồ lục một trận liền nhanh chóng chuẩn đi. Thật muốn sớm ngày tu luyện công thành, xuống núi chém giết những yêu tộc kia, mạnh xuyên yên lặng nói. Vào ban đêm, trong bồn tắm nóng bốc lên, Mạnh Xuyên vẫn chịu đựng dày vò như trước, trong nội tâm hắn coi như tu luyện ý chí. Ngày cuối cùng 120 ngày, một ngày không có ngừng nghỉ, ta đã tu luyện đến ngày cuối cùng. Mạnh Xuyên đều có một loại cảm giác thành tựu, tuy rằng đã sớm định ra kế hoạch cho mình, nhưng chính hắn cũng hiểu được, ngày ngày trải qua hơn hai canh giờ tra tấn, muốn kéo dài 120 ngày là gian nan cỡ nào, hắn đã làm được. Mạnh Xuyên bây giờ cũng không cán khăn mặt nữa, chỉ là tay vẫn nắm chặt vách đá như trước, toàn thân đỏ bừng, mạch máu nhô lên, có một số bề mặt da thậm chí có điểm máu thầm thấu ra. Đau đớn này xuất phát từ chỗ sâu nhất bên trong thân thể, mặc dù đến hôm nay, đau đớn phải chịu đựng đều gian nan, toàn bộ đều dựa vào ý chí chống đỡ. Rốt cục đau đớn rốt cục cũng lui ra, toàn thân lại trở nên nhẹ nhàng, vô cùng thoải mái. Mạnh xuyên biết, kim ô sát hấp thu hôm nay đã hoàn toàn bị luyện hóa, không tổn thương thân thể chút nào. Ừm, ngón tay duỗi ra, sắc khí màu vàng đen ngưng tụ hiện ra ở đầu ngón tay, có lực phá hoại cực mạnh, khiến Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Bắt luyện công thành, lập tức đứng dậy, hấp khô giọt nước toàn thân, mặc vào y bào bên người ra cửa. Liễu Thất Nguyệt cười tùm tìm đứng ở hành lang, nhìn Mạnh Xuyên. A à Xuyên, chúc mừng ngươi rốt cục bát luyện thành công. Ừm, Mạnh Xuyên cũng khó nén được sắc mặt vui mừng. Rốt cục luyện thành, Bắt luyện luyện thành thật không dễ dàng, Liễu Thất Nguyệt nói. Nguyên Sơn Sơn tu luyện lôi đình diệt thế ma thể đạt tới cảnh giới bắt luyện, vẫn là chuyện 83 năm trước. Vị lôi đình diệt thế ma thể chức đạt tới cửu luyện, càng là chuyện hơn 200 năm trước. A à xuyên người hôm nay cũng tám luyện công thành, hơn nữa còn hy vọng lại đạt tới cửu luyện cảnh giới. Cửu luyện cũng không dễ dàng, Mạnh Xuyên cười. Chúng ta đi ăn cháo đi. Hôm nay vì chúc mừng bắt luyện công thành của người ta còn nấu thêm mấy món ăn liễu thất nguyệt ra vẻ thần bí nói hai người cùng nhau đến trong sảnh trên bàn đích xác món ăn rất phong phú hai người ngồi xuống ăn mạnh xuyên nhìn như ăn uống vui vẻ kỳ thực nhớ tới không ít chuyện có chuyện gì vậy nghĩ gì vậy liễu thất nguyệt hỏi ngươi vừa rồi nhắc tới tiền bối nguyên sơ sơn tu luyện lôi đình diệt thế ma thể một vị là 83 năm trước một vị là hơn 200 năm trước mạnh xuyên nhẹ giọng nói ta tu luyện pháp môn này, cẩn thận tìm hiểu qua lịch sử, vị sư huynh 83 năm trước kia tên là Cao Tùng, tu luyện tới cấp độ thần tôn đại nhật cảnh, hơn 200 năm trước tu luyện tới cấp độ thần tôn phong hầu. Ta biết, là Quy Hải Hầu, Liễu Thất Nguyên liền nói. Mạnh Xuyên gật đầu. Quy Hải Hầu chết như thế nào, ngươi biết không? Liễu Thất Nguyên sửng sốt, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đã điều tra kỹ, Mạnh Xuyên nói, Cao Tùng 36 năm trước chết trận ở Cửu Khúc Quan, lúc trước cửa vào thế giới của Cửu Khúc Quan mở rộng, xông vào hơn 30 vị Thiên Yêu Vương tam trọng, còn có hơn trăm vị nhị trọng Thiên Yêu Vương, Cửu Khúc Quan trực tiếp bị công phá, bảy vị thần tôn bao gồm Cao Tùng tất cả đều chết trận, Cửu Khúc Quan hiện giờ cũng thành thành quan cỡ trung bình, do Cửu Khúc Hầu tọa chấn. Thật lâu trước kia, thế giới nhân tộc vốn không có yêu tộc, đấu cũng là đấu nội bộ nhân tộc. Nhưng 800 năm trước bắt đầu, xuất hiện rất nhiều cửa vào thế giới, nối liền thế giới nhân tộc cùng yêu giới. Lúc đầu, lối vào thế giới rất hiếm và lối vào rất nhỏ. Dần dần, lối vào thế giới ngày càng nhiều và đang mở rộng. Vương triều Đại Chu hiện giờ đều có bảy đại thành quan, số lượng thành quan vừa và nhỏ càng kinh người. Lúc trước cửu khúc quan chính là gặp phải thế giới cửa vào quách trương. Cao Tùng chết trận thành quan, cũng coi như thường thấy, mạnh xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Ma Quy Hải Hầu, hắn chính là lô đình dễ thế ma thể đạt tới cửu luyện cảnh, tốc độ siêu tuyệt, rất nhiều thần tôn phong vương cũng không bằng hắn, ngay cả yêu tộc ngũ trọng thiên yêu vương cũng khó có thể đổi giết hắn. Ta cẩn thận điều tra qua, dựa theo sách vở trong nguyên sơn sơn ghi lại, hắn là chấp hành một nhiệm vụ đặc thù, cuối cùng chết. Nhiệm vụ đặc biệt, liệu thất nguyệt cũng nghi hoặc. Ta cũng không biết nhiệm vụ gì, chúng ta hiện giờ ngay cả thần tôn cũng không phải, rất nhiều chuyện còn gạt chúng ta đi, mạnh xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Một vị đạt tới bát luyện cành, Mùa vị tiền bối đạt tới cửu luyện cảnh đều bởi vì các loại nguyên nhân mà chết trận. Mặc dù có chết trận, nhưng nhân tộc chúng ta cũng xuất hiện càng nhiều thần tôn cường đại hơn, Liễu Thất Nguyệt nói. Mạnh Xuyên cũng gật đầu, lộ ra một tên tươi cười. Đó là sự thật. Có lẽ là dưới áp bách cực hạn, toàn tộc nhân tộc liều mạng tu luyện, đại quy mô phục vụ quân sự, bức bách rất nhiều người bộc phát tiềm lực, hoặc là chiến tranh bài giữa mỗi một thần tôn, cho nên nhân tộc 800 năm gần đây thần tôn cường đại xuất hiện đích xác so với trước kia nhiều hơn nhiều mặc dù thỉnh thoảng có thần tôn phong hầu phong vương thần tôn chết trận nhưng cũng sẽ có phong hầu thần tôn mới phong vương thần tôn xuất hiện ngày hôm sau mạnh xuyên một mình đi tới trước tảng bào lâu của sùng hoàng phong mạnh xuyên đại nhân bên trong tảng bào lâu nam tử áo xanh trong quầy cười nhìn mạnh xuyên không biết mạnh xuyên đại nhân có chuyện gì ta muốn lĩnh một bình lục dục sát mạnh xuyên nói một bình lục dục sát, cần ba ngàn công lao, nam tử áo xanh mỉm cười nói. Lôi đình dệt thế ma thể của ta đã đạt tới bát luyện cảnh, có thể miễn phí lĩnh, mạnh xuyên nói, hoàn toàn luyện thành cần phải ước chừng 90 bình, thật sự dùng công lao đổi, hắn không đủ. Nhận miễn phí, nam tử áo xanh lắp bắp kinh hãi, lôi đình dệt thế ma thể bát luyện, bao nhiêu năm rồi. Mạnh xuyên đại nhân mời chờ một chút, ta đi mời trưởng lão đến, nam tử áo xanh vội vàng nói. Tàng Bảo Lâu ở Nguyên Sơ Sơn tương đối đặc thù, đại lượng bảo vật tài nguyên đều cất giữ ở đây, quản sự, tôi tớ đều rất nhiều. Lôi đình diệt thế ma thể, bát luyện cảnh, lâu này phụ trách tiếp đãi đệ tử, có ba vị quản sự, hơn mười tôi tớ, cả đám đều nghe được Mạnh Xuyên nói, đều âm thầm líu lưỡi. Bọn họ chờ mong ở Tàng Bảo Lâu cũng rất rõ ràng Nguyên Sơ Sơn đã nhiều năm không có lôi đình diệt thế ma thể bát luyện cảnh xuất hiện. Ta ở Tàng Bảo Lâu gần 60 năm, chưa từng nghe nói qua có đệ tử mới, đem lôi đình dệt thế mà thể tu luyện đến bát luyện. Mạnh xuyên đại nhân này, lên núi mới một năm, liền đà tới bát luyện cảnh, ta dám cá, mạnh xuyên đại nhân sau này thành tựu, nhất định không thua gì ngũ công tử An Hải Vương gia. Hai gã quản sự khác phía sau quầy quầy vừa nhìn mạnh xuyên, một bên cũng lặng lẽ truyền âm cho nhau. Có thể đảm đương quản sự ít nhất cũng là vô lậu cảnh, thậm chí có chút đều ngưng đan. Rất nhanh, một vị lão giả áo phải từ trên lầu tàng bảo lâu đi xuống, chính là dịch trưởng lão. Dịch trưởng lão, Mạnh Xuyên cung kính nói. Đạt tới bát luyện, dịch trưởng lão tươi cười hòa ái. Hôm qua vừa mới luyện thành, Mạnh Xuyên thành thật trả lời. Dịch trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, lấy thực lực của hắn tự nhiên liếc mắt nhìn ra bát luyện sát khí dung hợp là một thể trong cơ thể Mạnh Xuyên, lúc này phân phó nói. Đi, lấy một bình lục dục sát tới đây. Ừm, nam tử áo xanh cung kính đáp lục dục sát là từ trong thành trì phàm tục dùng phương pháp đặc thù vất vả thu thập dịch trưởng lão nói mỗi một bình có chín luồng sát khí đến không dễ dàng ngươi phải có nắm chắc thời điểm luyện hóa lại tiến hành luyện hóa không lãng phí mạnh xuyên cung kính gật đầu đệ tử hiểu rõ rất nhanh nam tử áo xanh lấy ra một bình xứ màu đỏ dịch trưởng lão tiếp nhận rồi đưa cho mạnh xuyên lục dục sát này là loại cuối cùng trong cửu sát luyện thể của ngươi cũng là loại đặc thù nhất nó ảnh hưởng đến ý thức là lợi hại nhất, người trước tiên phải đi ta luyện ý chí bản thân, không đạt tới ngưỡng cửa cũng đừng tu luyện, tu luyện sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm linh, ảnh hưởng đến mấy chục năm đều rất bình thường, ý chí đạt tới ngưỡng cửa mới có thể thử luyện hóa. Đệ tử nhớ kỹ, Mạnh Xuyên sớm qua sách vở, biết đệ cử luyện cuối cùng này nguy hiểm cỡ nào, ý chí yếu đi tu luyện, trở thành người điên bị dục vọng khống chế, mặc dù được đám thần tôn nguyên sơ sơn cứu trở về ảnh hưởng đối với tâm linh đều có thể kéo dài mấy chục năm thậm chí cả đời mạnh xuyên tiếp tục chuẩn bị tiến hành tu luyện ý chí hy vọng ý chí có thể sớm đạt tới ngưỡng luyện hóa lục dục sát nghỉ ngơi một ngày trước để tinh thần hoàn toàn hồi phục ngày mai đi hắc ám tế đàn thử xem hôm nay có thể lên đến tầng nào mạnh xuyên đạt một bình lục dục sát trong mật thất trong động phủ sau đó đóng chặt mật thất ta lên núi cũng có một năm một năm này không biết ý chí tăng lên bao nhiêu một năm nay hắn mỗi ngày khắc khổ tu luyện đao pháp, luyện ra đao ý, học được tâm đao thức. Năm nay, hắn trải qua 120 ngày kim ô sát tra tấn. Một năm nay, hắn cũng cùng liệu thất nguyệt định riêng cả đời. Chỉ là không biết, một năm nay, ý chí của hắn lại tăng lên bao nhiêu. Ngày 25 tháng Chạp, sáng sớm, Mạnh Xuyên cùng liệu thất nguyệt cùng đi tới Động Thiên Các. Hôm nay là ngày sư tôn giảng Pháp, hiện giờ đệ tử trong giảng Pháp các cũng chừng 279 vị. Có một đệ tử mới, cũng có một số lão đệ tử xông qua cửa huyền động xuống núi, Mạnh Xuyên cũng là lão đệ tử lên núi một năm. Khi Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt tiến vào lâu các, lập tức có quản sự tiến lên cười nói. Liễu Thất Nguyệt đại nhân, vị trí của ngài có chút biến hóa, mời tùy ta đến, bởi vì đệ tử mới tới, rất nhiều chỗ ngồi đều có biến động, trong đệ tử mới cũng có chút thiên phú cực cao. Mạnh Xuyên không có thay đổi, hắn vẫn ở hàng đầu. Từ khi luyện thành hắc thiết thiên thư tâm ý đao cùng với đạt tới thất luyện cảnh, hắn đã đến hàng đầu tiên, Tiết Phong, Tiêu Vân Nguyệt cùng với mấy vị thần tôn luyện thành siêu phẩm thần tôn thể, đều là ở hàng đầu tiên, còn có một ít luyện thành siêu phẩm thần tôn thể, là ở hàng thứ hai, hàng thứ ba. Liễu Thất Nguyệt thì đến vị trí phía sau bên trái mạnh xuyên, nàng nhất định có thể luyện thành viên mãn cảnh phượng hoàng thần thể, chỉ là cần hao phí thời gian. Nhìn kìa, đôi nam nữ đi vào chính là Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt. Mạnh Xuyên lên núi một năm, Đô đình diệt thế ma thể liền đạt tới bát luyện sớm luyện thành hắc thiết thiên thư tuyệt học thiên phú cao hoàn toàn có thể sánh vai với ngũ công tử tiết phong của an hải vương gia liễu thất nguyệt bên cạnh hán đó cũng là thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng hai người ra vào song nhập nhưng là một đôi thần tôn quyến nữ rất có danh tiếng trên núi nguyên sơ chúng ta mạnh xuyên sư huynh đến từ một thần tôn gia tộc bình thường nếu đến từ phong vương thần tôn gia tộc thực lực còn có thể so với hiện tại mạnh hơn nhiều an hải vương gia ngũ công tử 15 tuổi thành thần tôn, so với mạnh xuyên sư huynh nhanh hơn vài năm, cũng nhanh chóng ở trên đời. Nửa năm luyện thành tuyệt học khắc thiết thiên thư, thật sự là quái vật. Rất nhiều đệ tử đều lặng lẽ nghị luận sôi nổi. Nửa năm gần đây, Mạnh Xuyên là một trong số đông đệ tử của động thiên các chói mắt nhất, hắn nhanh chóng quật khởi, làm cho rất nhiều đệ tử trợn mắt há hốc mồm, luận tốc độ quật khởi còn ở trên Tiết Phong, Tiêu Văn Nguyệt, chỉ là lúc Mạnh Xuyên lên núi đã 18 tuổi, Tiết Phong lên núi mới 13 tuổi điều này khiến mạnh xuyên chậm tiến một bước trong nhiều khía cạnh nhưng rất nhiều đệ tử đồng môn đều cho rằng mạnh xuyên luận thiên phú hẳn là không thua gì tiết phong mạnh xuyên chúc mừng ngươi đã tới bát luyện cảnh yến tàn đi tới khó có được lộ ra một tên tươi cười người cũng biết rồi sao mạnh xuyên kinh ngạc sáng nay động thiên các này khắp nơi nghị luận một truyền mười mươi truyền trăm ai không biết người đã lôi đình gì thế mà thể đạt tới bát luyện cảnh rồi yến tàn nói như thế nào, ngươi dự định tu luyện tới cửu luyện. Thử xem, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Yến Tản nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi mới lên núi một năm, đích xác có thời gian tiếp tục liều mạng, bất quá đạt tới bát luyện cảnh, chính là siêu phẩm thần tôn thể đại thành, trong nguyên sơ sơn tu luyện siêu phẩm thần tôn thể, phần lớn đều chỉ là tiểu thành, đại thành cực kỳ hiếm thấy, mà siêu phẩm thần tôn thể viên mãn, lại càng là nhiều năm mới xuất ra một người. Gần đây trong số các đệ tử không xuống núi, cũng chỉ có ngũ ca của ta là siêu phẩm thần tôn thể viên mãn duy nhất bất quá hắn tu luyện chính là hắc sa ma thể so với lôi đình dưới thế ma thể của người tu luyện dễ dàng hơn không ít mạnh xuyên gật đầu người tu luyện như thế nào còn sớm lắm yến tản nhẹ nhàng lắc đầu cũng trở lại vị trí của mình ngồi ở vị trí của hắn yến tản yên lặng nói mạnh xuyên huynh đã bắt luyện cảnh ta phòng chừng còn phải ba tháng mới có thể thanh liên thần thể tiểu thành muốn đại thành học phí thời gian liền càng lâu về phần viên mãn cảnh xa vời nhưng ta muốn đánh bại phong vương thần tôn nhất định phải luyện thành siêu phẩm thần tôn thể viên mãn yến tàn theo tu hành cũng phát hiện tuy rằng hắn rất liều mạng nhưng so với mạnh xuyên so với ngũ ca tiết phong hắn đích xác chậm hơn một cấp độ nhưng hắn chưa bao giờ bỏ cuộc bỗng nhiên có dao động vô hình tràn ngập bao phủ toàn bộ động thiên các bên trong động thiên các lập tức an tĩnh lại mạnh xuyên bọn họ cả đám đều lập tức ngoan ngoãn đứng dậy những đệ tử mới ngây thơ kia cũng theo quần chúng cùng nhau đứng lên lúc này tôn giả đi vào ánh mắt đảo qua đông đảo đệ tử tự nhiên cũng chú ý tới mạnh xuyên tiết phong và mấy đệ tử ưu tú hắn chú ý bái kiến sư tôn các đệ tử cung kính hành lễ đợi động thiên các giảng pháp xong liệu thất nguyệt đi thiên tinh hầu tu luyện mà mạnh xuyên thì đi tới hắc ám tế đàn mạnh xuyên đại nhân nơi hắc ám tế đàn cũng là có quản sự cùng tôi tớ ta muốn đăng lên hắc ám tế đàn này, Mạnh Xuyên nói. Người quản sự gật đầu nói. Vậy ta hiện tại mở hắc ám tế đàn, nói xong hắn ấn một cơ quan bên cạnh. Có thể bắt đầu, người quản sự cười nói. Nếu Mạnh Xuyên đại nhân dừng bước trên hắc ám tế đàn, không cách nào đi tới, ta liền đóng lại hắc ám tế đàn. Hắc ám tế đàn này mặc dù có hiệu quả mài rũa ý chí, nhưng chủ yếu là cho các đệ tử nguyên sơ sơn nghiệm chứng thực lực bản thân, bởi vì chỉ cần lên đỉnh, đại biểu đạt tới ngưỡng ý chí đạt tới cấp độ thần tôn đại nhật cảnh. Năm ngoái khi ta tham gia khảo hạch nhập môn là dừng bước ở tầng 75, không biết hôm nay có thể đi tới tầng nào. Mạnh xuyên đi tới gần tế đàn hắc ám, trực tiếp leo lên bậc thang thứ nhất, bậc thềm đá xanh lập tức có sương mù màu đen nhàn nhạt dâng lên thẩm thấu vào trong cơ thể mạnh xuyên. Thân thể mạnh xuyên khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã thích ứng, tiếp tục từng bước đi lên. Mà quản sự cùng tôi tớ ở một bên đều tò mò nhìn vị mạnh xuyên đại nhân danh tiếng gần đây này có thể đi tới tầng nào. Đoán xem, mạnh xuyên đại nhân có thể đi tới tầng nào. Thật ta thấy hẳn là có thể đến tầng 90 đi. Mạnh xuyên đại nhân trung quy mới lên núi một năm, đến tầng 90 hẳn là không dễ dàng như vậy. Những quản sự nhân, tôi tớ này cũng sống qua ngày khô khan, hiện giờ đều hưng trí xung kích tán gẫu. Bọn họ đều biết mạnh xuyên đang đang hắc ám tế đàn, căn bản không nghe thấy bọn họ nhào giọng nói chuyện. Mạnh Xuyên bước lên bậc thềm đá xanh của tế đàn hắc ám, phi thường vững vàng từng bước từng bước đi. Sương mù màu đen không ngừng chui vào trong cơ thể Mạnh Xuyên. Chỉ với những ảo ảnh này, cũng muốn mê hoặc ta. Liên tục 120 ngày thống khổ tra tấn, mỗi ngày dài đến hơn hai canh giờ giống như đang ở địa ngục, vạn trùng ở trong cơ thể gắn nuốt. Giữa loại tra tấn này, ý chí giống như một thanh đao, hoặc là bị mài càng thêm sắc bén, hoặc là bị mài trực tiếp vỡ vụn mạnh xuyên hiển nhiên là ý chí càng tăng cường cũng càng thêm tràn đầy mũi nhọn hơn nữa cùng thất nguyệt ước định cả đời thề ước cũng làm cho tâm linh lực lượng của hắn càng cường đại trong lòng có người ký thác vướng bận nội tâm cũng càng cường đại hơn phá ý chí cường đại mạnh mẽ phá vỡ ảo giác làm cho bản thân bảo trì thanh tình từng bước đi 30 tầng 50 tầng 70 tầng 90 tầng bước chân mạnh xuyên cơ hồ không chậm lại một mạch thành tự đi tới 90 tầng tốc độ mới bắt đầu chậm lại một chút, nhưng vẫn đi lên như trước, 93 tầng, 95 tầng, 97 tầng. Cái này, sắp tới 100 tầng rồi. Mạnh xuyên đại nhân này không phải mới lên núi một năm sao, ý chí tăng lên nhiều như vậy, những quản sự nhân, tôi tới này nhìn nghẹn họng. Bọn họ phụ trách quản lý hắc ám tế đàn tự nhiên biết một năm trước Mạnh Xuyên đang lao lên tầng 75, mọi người với kinh nghiệm phát triển, đã được duy trì làm việc chăm chỉ và siêng năng thực hành, ý chí sẽ từ từ phát triển, nhưng mạnh xuyên tăng lên quá nhiều. Quản sự nhân, tôi tớ đều nhìn chăm chăm, bước chân mạnh mẽ đích xác càng ngày càng chậm, nhưng vẫn đi lên như trước. Tầng 99, 100 tầng, đến tầng 100, vẫn đang đi lên. Không trực tiếp lên đỉnh chứ. Là ảo ảnh, ảo giác, phá vỡ cho ta. Ý thức mạnh xuyên đang gầm lên giận dữ, nhưng ảo giác vô tận không ngừng bao phủ mà đến, hắn cố gắng phá vỡ một tầng ảo giác, lại có ảo giác cấp độ 2, cấp độ 3, mạnh xuyên dần dần ý thức hỗn loạn, đều không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Rốt cục tất cả xương đen đều lui vào hắc ám tế đàn, mạnh xuyên nhanh chóng thoát ly ảo giác trùng trùng điệp điệp, triệt để khôi phục thanh tình. Ta là mạnh xuyên, ta đang thử lên tế đàn hắc ám, mạnh xuyên lập tức tỉnh táo nhận ra điểm này, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm rơi vào ảo cảnh đánh mất chính mình thực sự rất khó chịu. Mạnh Xuyên nhìn thấy trước mặt chính là đỉnh hắc ám tế đàn, hắn vừa cúi đầu, phát hiện chỉ cần bước thêm một bước nữa là đỉnh. Chúc mừng Mạnh Xuyên đại nhân, đến tầng 102, quản sự nhân sau khi đóng cửa hắc ám tế đàn, lập tức chúc mừng. Tin tưởng Mạnh Xuyên đại nhân không còn cố ý ta luyện ý chí, một năm rưỡi sau, cũng nhất định có thể lên đỉnh. Mạnh Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, lại cất bước, bước ra một bước cuối cùng đứng ở trên đỉnh, đỉnh rất nhỏ, nhưng đứng ở trên đỉnh nhìn về bốn phương tám hướng, lại có một phen tư vị khác. Quản sự nhân, tôi tới được hơi sửng sốt, ý hắn là sao? Đều đóng hắc ám tế đàn, không có bất kỳ hiệu quả khảo nghiệm nào, lúc này lên đỉnh làm gì? Sau này ta chỉ sợ sẽ không thử lên hắc ám tế đàn nữa, mạnh xuyên hiểu được điểm này, cho nên lần này đứng ở trên đỉnh nhìn phong cảnh thật kỹ. Lập tức hắn liền xuống hắc ám tế đàn rời đi. Có thể đi tới hắc ám tế đàn 102 tầng, mạnh xuyên hơi có chút vui mừng, mình một năm này tiến bộ so với dự liệu còn lớn hơn một chút, nhưng cũng không tính là nhiều kinh hỉ, bởi vì ý chí cần thiết để luyện hóa lục dục sát, cấp mấy lần lên đỉnh hắc ám tế đàn, mình muốn đạt tới cửu luyện, đường còn rất xa xôi. Ngày 26 tháng chạp, buổi tối hôm đó, vẽ tranh viết chữ, lại luận bàn tu luyện một phen, mạnh xuyên cùng liệu thất nguyệt hai người mới cùng nhau đi tới một nơi có chút thần bí ở Nguyên Sơ Sơn. Hoặc tâm động vô cùng thần bí, đáy động cất giấu cái gì, là một trong mấy bí ẩn của Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Xuyên cười nói. Liễu Thất Nguyệt cũng gật đầu hưng phấn nói. Ta lật xem sách cũng đã xem qua, đáy hoặc tâm động phẳng phất như vực sâu không đáy, không cách nào rình rợp bộ mặt thật của nó. Nếu ai có thể đi tới đáy hoặc tâm động, ý chí mạnh mẽ, đều có thể nói là cả người xếp hạng hạng 10, chỉ dựa vào ý chí đáng sợ như vậy, nhất định có thể trong vòng một năm thành tựu phong hầu thần tôn. Mạnh Xuyên gật đầu. Nếu như có phàm tục có thể đi tới đáy động hoặc tâm, Nguyên Sơ Sơn đối với hắn coi trọng sẽ lập tức vượt qua Mạnh duyên, Tiết Phong, bởi vì có thể đi tới đáy động, phương diện ý chí đều sánh ngang với tạo hóa cảnh tôn giả, những thần tôn pháp môn như huyết thần thể, nguyễn ma thể, hoặc là tuyệt học hắc thiết thiên thư thiên ma thiên ma, bất diệt huyết hải, đều là yêu nghiệt vô cùng thích hợp ý chí nghịch thiên như vậy, trong vòng một năm thành phong hầu thần tôn, trong vòng mấy chục năm thành phong vương thần tôn, cũng không phải là đời nói dối. Tuy nhiên, ý chí, không phải là một tài năng. Mặc cho ra thế kinh người, cha mẹ lại giỏi hơn nữa, mặc cho trẻ sơ sinh lúc còn nhỏ đã có nguyên thần, ý chí yếu đuối là yếu đuối. Ý chí là cần kinh nghiệm ngày mốt dần dần hình thành, tất cả các loại kinh nghiệm của cuộc sống, sự mài rũa giữa sự sống và cái chết, tất cả các loại cảm xúc mài rũa, quá nhiều yếu tố quyết định ý chí. Những người trẻ tuổi, đại diện cho ít kinh nghiệm hơn, đại diện cho nhận thức nông, so sánh với thần tôn cường đại huyết hải chìm nổi mấy trăm năm, so sánh như thế nào, không sao nhiều. Muốn áp đảo trên những phong vương thần tôn này, Ý chí đạt tới hạng 10 nhân tộc, ít nhất trong lịch sử nhân tộc, trước 50 tuổi, không ai có thể làm được. Mạnh Xuyên cũng tự biết mình. Hắn mới trải qua bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu lần tuyệt vọng đã trải qua. Những thần tôn phong hầu, phong vương thần tôn đại danh đỉnh đỉnh kia, chỉ cần tra được công hoan đã làm cho người ta rung động. Có công huân bận như vậy, lại có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy. Ý chí tự nhiên vượt xa đám người trẻ tuổi như bọn họ. Hoặc tâm động rồi, Mạnh Xuyên, liệu thất nguyệt đi tới hoặc tâm động, động hoặc tâm là một cái động quật sâu thẳm thẳng tắp mạnh xuyên hai người đứng ở vùng ven nhìn xuống phía dưới liếc mắt một cái không đến cùng phía dưới có xương đen quay cuồng bên cạnh vách động hoặc tâm động xây dựng từng tầng bậc thang từng tầng bậc thang vườn quanh động quật không ngừng đi xuống 79 tầng bậc thang vừa vặn vòng một vòng từng vòng vườn quanh mắt thường có thể nhìn thấy vòng quanh ước chừng 6 vòng trong sách ghi lại hoặc tâm động tổng cộng có 9 vòng liễu thất nguyệt nói còn có ba vòng bị hắc vụ che lấp. Hắc ám tế đàn lên đỉnh, tương đương với động hoặc tâm ba vòng, Mạnh Xuyên nói. Mà tu luyện lục dục sát cần phải đạt tới tiêu chuẩn bốn vòng hoặc tâm động, càng đi sâu hơn, bước một bước cũng khó khăn. Bốn vòng hoặc tâm động so với ba vòng, nhiều hơn 79 tầng, yêu cầu ý chí đích xác cao hơn mấy lần. Bốn vòng tiêu chuẩn là có thể tu luyện lục dục sát, mà toàn bộ hoặc tâm động lại có chín vòng phía trên có hai người đi liễu thất nguyệt nói thấy rồi mạnh xuyên cũng nhìn kỹ có hai người đi dọc theo bậc thang ven động hoặc tâm một người đi qua vòng thứ ba đang chậm rãi đi trên bậc thềm vòng thứ tư người còn lại đi chậm ở vòng năm một vị là trương phượng sư huynh là thần tôn đại nhật cảnh liễu thất nguyệt liên tục nói vị phía dưới cùng là phong hầu thần tôn lan trường hầu mạnh xuyên cũng biết dù sao trong nguyên sơ sơn cũng có một ít tình báo của đồng môn chỉ là thần tôn đại nhật cảnh thần tôn phong hầu phần lớn thời gian đều ở bên ngoài chinh chiến ngẫu nhiên trở về tông phái tu luyện một chút thời gian vì vậy rất ít người gặp nhau bọn mạnh xuyên nhìn một chén trà thời gian cũng thấy được kết quả của hai người trương phượng sư huynh đi tới tầng 26 vòng thứ tư bắt đầu ngây ngốc đi về phía trung tâm hoặc tâm động một cước dẫm lên không trực tiếp ngã xuống mặt hắn không chút thay đổi tê dại ngã vào trong xương đen lan trường hầu đi tới tầng 62 vòng thứ năm cũng ngốc trệ đi về phía trung tâm hoặc tâm động chết lặng dẫm lên không rơi xuống ngã xuống cũng không có việc gì cũng chỉ là mất đi ý thức một lát đợi đến khi tỉnh táo cũng đã ra khỏi động hoặc tâm về phần ngã vào đáy động đụng phải cái gì không ai biết vì vậy nó được gọi là một trong mười bí ẩn lớn nhất của núi nguyên sơ một vị thần tôn phong hầu cũng không thể đi hết vòng thứ năm mạnh xuyên âm thầm cảm khái thất nguyệt ta đã sẵn sàng để thử nó mạnh xuyên nói ta cũng ở cùng ngươi." Liễu Thất Nguyệt cười nói. "Thử xem một chút." Hai người cùng nhau đi tới cửa vào bậc thang của Hoặc Tâm Động, có hai người quản sự đang chờ ở đó. "Mạnh Xuyên đại nhân, Liễu Thất Nguyệt đại nhân." Một vị nữ quản sự mỉm cười nói. "Hoặc Tâm Động đối với tâm linh ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều đệ tử đều thường xuyên gặp ác mộng, cho nên sau khi đi một lần, ít nhất phải nghỉ ngơi 10 ngày, 10 ngày sau mới có thể đi lần thứ hai, đi một lần cần 500 công lao." Chúng ta biết, mạnh xuyên, liệu thất nguyệt gật đầu. Mời, nữ quản sự mỉm cười tránh sang một bên. Ta đi trước, mạnh xuyên nói, bởi vì bậc thang bên cạnh này rất hẹp, cũng chỉ rộng ba thước mà thôi, không thích hợp cho hai người song song. Mạnh xuyên lúc này một bước đi trên bậc thang vùng ven, lại không có bất kỳ ảo cảnh nào, chỉ cảm thấy ý thức trầm xuống, càng cảm thấy xương đen cuồn cuộn dưới động hoặc tâm tràn ngập lực hấp dẫn, làm cho mình có một loại xúc động muốn nhảy xuống mạnh xuyên dọc theo bậc thang ven động hoặc tâm vườn quanh từng bước đi xuống cách đáy động hoặc tâm phía dưới cũng càng ngày càng gần nhưng hấp dẫn kia cũng càng ngày càng mạnh thật là một sự cám dỗ mạnh mẽ mạnh xuyên âm thầm khiếp sợ nhưng cũng chống cự bình tĩnh đi xuống ý thức có một loại cảm giác nặng nề càng đi xuống càng nặng nề khi đi xong vòng thứ hai mạnh xuyên liền cảm thấy nguyên thần đều bị chấn áp nguyên thần lực bị phong gắt gao đều không thể điều động nguyên thần lực đến ngăn cản dĩ nhiên chấn áp nguyên thần lực của ta mạnh xuyên giật mình vạn phần hắn thử điều động nguyên thần lực lại vô dụng khi ta đang hắc ám tế đàn cho dù đến cuối cùng cũng không có áp chế nguyên thần lực ta nhưng hoặc tâm động đi tới vòng thứ ba phía dưới vừa mới bắt đầu liền triệt để áp chế nguyên thần lực hoặc tâm động hiển nhiên so với hắc ám tế đàn thần bí hơn nhiều dù sao phong vương thần tôn phong hầu thần tôn đều là ngẫu nhiên đến đây chứng thực ý chí của mình một phen mạnh xuyên tiếp tục đi nguyên thần cảm thụ được cảm giác vô cùng nặng nề không cách nào phản kháng, chỉ có ý chí chống lại cám dỗ, theo vòng thứ 3 50 tầng bắt đầu, hấp dẫn dần dần tràn ngập trong đầu mãnh xuyên, hắn thậm chí không cách nào phân tâm suy nghĩ những chuyện khác, chỉ nhìn xương đen cuồn cuộn dưới đáy động, chỉ cảm thấy đó là nơi tốt nhất thế gian, có xúc động vô cùng mãnh liệt, muốn như thiêu thân lao về phía nơi đó, tất cả mọi chuyện trên thế gian bao gồm cả tử vong, đều không thể ngăn cản mình tiến lên. Ngăn cản được. Chút dù vọng này cũng không chịu nổi con muốn luyện hóa lục dục sát ý thức mạnh xuyên còn đang giống giận ý thức của hắn phảng phất như một con rồng tù bị trói cố gắng dãy giụa dãy giụa không bị cám dỗ kia hoàn toàn khống chế biểu tình trên mặt mạnh xuyên đều vạn vỡ dữ tợn so với những gì ta theo đuổi những cám dỗ này là gì cút đi cút ra cho ta ý thức mạnh xuyên càng thêm điên cuồng gầm lên nhưng biểu tình trên mặt lại bắt đầu tê dại ý thức của hắn đã rất yếu Điều không thể ảnh hưởng thân thể đi lại cũng không cách nào ảnh hưởng đến biểu tình trên mặt vô cùng khủng bố hấp dẫn hoàn toàn bao phủ ý thức của mạnh xuyên ý thức chỉ là phát ra tiếng gầm yếu ớt mà thôi rút cục tiếng giống yếu ớt đều bị bao phủ mạnh xuyên giờ phút này không còn ý nghĩ gì khác hắn chỉ biết đó là nơi tốt đẹp nhất trên thế gian mình sinh ra nên đến đó không có vấn đề gì có thể ngăn chặn chính mình hô một cước đạp lên không trung rơi xuống phía dưới nó đang đến gần hơn và gần hơn cuối cùng cũng tới rồi theo kịch liệt tiếp cận hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng vô cùng thoải mái phảng phất đứa bé trở lại trong bụng mẫu thân vô ý thức lại cảm thấy vô cùng thoải mái ừm mạnh xuyên đột nhiên giật mình khôi phục thanh tình hắn đã đứng ở một lối ra thông đạo bên cạnh chính là liệu thất nguyệt liệu thất nguyệt đã sớm thanh tình liên tục khô a à, xuyên làm thế nào ta có thể đến đây mạnh xuyên nhìn về phía bốn phía Ta tỉnh lại cũng đứng đây, Liễu Thất Nguyệt nói, sau đó chỉ vào chỗ sâu trong thông đạo phía sau. Ta ở đây chờ một hồi lâu, liền nhìn thấy ngươi ngơ ngác đi tới, đi tới đây dừng lại, sau đó liền tỉnh. Ngơ ngác đi tới, Mạnh Xuyên có chút khiếp sợ. Ta hoàn toàn không có ý thức, cảm giác mất đi bản thân, đích xác có chút đáng sợ. Kỳ thật các đệ tử Nguyên Sơ Sơn đều không thích trong thời gian ngắn mất đi ý thức, cũng chính là đối với tông phái có lòng tin tuyệt đối mới nguyện ý đến đây tu luyện. Hơn nữa bao nhiêu vạn năm qua, hoặc tâm động đích xác cũng rất an toàn, chưa từng xảy ra bất cứ vấn đề gì. Mạnh xuyên đại nhân, cửa động có hai gã quản sự, trong đó một vị quản sự mập cười nói. Ngươi là đi tới vòng thứ tư cấp độ nhất mới ngã xuống đáy động. Mạnh xuyên khẽ gật đầu, tiêu chuẩn này so với lúc trước đăng hắc ám tế đàn còn tốt hơn một chút, tựa hồ lần đầu tiên trải qua khảo nghiệm, đối với ý chí liền có chút rèn luyện trợ giúp ta đi đến cấp độ 3 và thứ hai đã rơi xuống đáy động, kém hơn An Xuyên rất nhiều, Liễu Thất Nguyệt nói. Người cũng tương đương với hắc ám tế đàn đại khái 50 tầng rồi, Mạnh Xuyên cười nói. Không tồi rồi, quản sự mập mạp ở một bên lại nói. Mạnh Xuyên đại nhân, Liễu Thất Nguyệt đại nhân, trong động hoặc tâm mài rũa tu luyện, ít nhất nghỉ ngơi 10 ngày mới có thể lần sau lại tiến vào hoặc tâm động, mà luận hiệu quả tu luyện, hai tháng đầu hiệu quả tốt nhất, càng về sau, hiệu quả sẽ càng kém, nửa năm sau, hầu như không giúp được gì. Ta biết, Mạnh Xuyên gật đầu, liền cùng Liễu Thất Nguyệt rời đi. Hai người đi trên đường núi, cũng đang nghị luận hoặc tâm động. Đáy động hoặc tâm rốt của có cái gì, sao lại hấp dẫn mạnh như vậy, Liễu Thất Nguyệt nói. Rất mạnh, Mạnh Xuyên gật đầu, vẻn vẹn vòng thứ ba bắt đầu mình cũng không thể vận dụng nguyên thần lực, thật sự là đáng sợ, có thể đi tới đáy động đến trước mặt nó, ý chí cũng đủ để xưng là hạng mấy ý chí nhân tộc nó rốt cuộc là cái gì a à xuyên hai tháng trước hoặc tâm động tu hành hiệu quả tốt nhất phía sau càng ngày càng kém liễu thất nguyệt nói trong vòng vài tháng ngươi có hy vọng đi xong vòng bốn không mạnh xuyên khẽ lắc đầu ý chí phụ thuộc vào rất nhiều phương diện kinh nghiệm và cảm nhận của cuộc sống là quan trọng hơn lần lượt đi mê hoạt động nửa năm sau nó gần như vô dụng dựa theo sách vở ghi lại Trường Kỳ ở trên núi An Nhàn tu luyện, ý chí rất khó tăng cao bao anh nào, chân chính đi trên chiến trường, xem biển máu chìm nổi, bản thân cũng tham dự vào trong đó, trải qua từng hồi sinh tử chiến đấu, đồng bạn chết trận bi thương, thành công đánh chết yêu vương vui sướng, rất nhiều binh sĩ bình thường chết trận cảm giác vô lực, niềm vui khi cưới vợ, sự kích động khi con cái sinh ra, nút thắt tu hành vây khốn 10 năm 20 năm tra tấn tâm linh, một khí giác ngộ đột phá tâm linh thông suốt, tất cả các loại cuộc sống kỳ ngộ có thể mạnh mẽ hơn nội tâm của một người ý chí mạnh mẽ của một người bên trong là vật liệu ý chí là binh khí có tài liệu đủ tốt mới có thể chế tạo ra một thần binh lợi khí luôn luôn trên núi trải nghiệm quá ít đã được mài dỗ ý chí cũng không thể rèn luyện không đi đâu cho nên đám thần tôn cường đại này bình thường ở bên ngoài chinh chiến nhiều năm ngẫu nhiên trở về tiềm tu ngược lại hiệu quả rất tốt chậm rãi nghĩ biện pháp đi mạnh xuyên nói thật khó để nâng cao ý chí bên trong tỉ như cơ nguyên thông chính là nội tâm ý chí bạc nhược, tuy rằng trở thành đệ tử nội môn, nhưng mạnh xuyên bọn họ cũng chưa từng gặp qua hắn nữa, tất cả mọi người hoài nghi nguyên sơ sơn đối với Cơ Nguyên Thông hẳn là có an bài đặc thù. Với ý chí nội tâm bạc nhược của Cơ Nguyên Thông, nếu như một mực ở trên núi, hắn hơn 10 năm kinh nghiệm thiếu thốn, sợ là cả đời đều đừng mơ tưởng thành thần tôn đại nhật cảnh, nhất định phải xuống núi, nhất định phải tiến vào nhân gian, đủ loại kinh nghiệm mới có thể làm cho nội tâm hắn lột xác. Vào ban đêm, mạnh xuyên nằm trên giường đang ngủ say cũng lâm vào trong mộng đến đây đi mạnh xuyên mờ mịt đứng trong một mảnh hư vô nhìn hắc vụ quay cuồng phía trước hắc vụ quay cuồng kia hấp dẫn bốn phương tám hướng mạnh xuyên cũng kìm lòng không được bay về phía đó trên mặt đều lộ ra nụ cười chỉ cảm thấy hắc vụ quay cuồng kia là địa phương tốt nhất hắn còn sống chính là vì tiến vào địa phương như vậy đó là toàn bộ ý nghĩa sinh mệnh của hắn không sự kháng cự mạnh mẽ tăng lên trong ý thức đây không phải là toàn bộ cuộc sống của ta. Ta còn sống, hẳn là còn có việc khác, còn có việc khác phải làm. Ý niệm trong đầu bắt đầu dần dần hiện lên, tăng kiệt lực chống cự cám dỗ. Đến đây đi, hắc vụ quay cuồng, bắt đầu có hắc vụ bay tới, muốn bao trùm mạnh xuyên. Ta sống để làm gì? Vì cái gì? Mạnh xuyên ý thức đang gầm lên giận dữ, đang chưa hỏi mình. Bỗng nhiên từng ấn tượng hiện lên, bộ dáng mạnh đại giang, bộ dáng liễu thất nguyệt, còn có mẹ mỉm cười với chính mình cha nương thất nguyệt mạnh xuyên hoàn toàn hiểu ra ta là mạnh xuyên ta là mạnh xuyên sau khi nhận ra bản thân toàn bộ thế giới ác mộng bắt đầu chấn động vạn vẹo có vẻ không chân thật như vậy ta là mạnh xuyên ta thể muốn chém hết thiên hạ yêu tộc làm thế nào ta có thể bị cám dỗ phá vỡ nó cho ta mạnh xuyên phát ra tiếng gầm giận dữ toàn bộ thế giới ác mộng hoàn toàn nghiền nát ý thức của mạnh xuyên rốt cục cũng phá vỡ ác mộng ngăn trở cảm ứng được thân thể cũng cảm ứng được bên ngoài hô mạnh xuyên ngồi dậy chán đều là mồ hôi lạnh ngoài phòng vẫn tối đen như trước ta gặp ác mộng mạnh xuyên thì thào thì thầm đều nói đệ tử xâm nhập hoặc tâm động rất nhiều người đều sẽ gặp ác mộng ta không nghĩ là ta cũng gặp ác mộng ảnh hưởng đến ta lớn như vậy bất quá dựa theo sách miêu tả trong vòng 10 ngày hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Đây cũng là nguyên nhân nguyên nhân nguyên sơ sơn định ra cách 10 ngày mới có thể lần nữa tiến vào hoặc tâm động.